Mời cả nhà vô chuẩn bị xem em thái mận làm món mận ngâm đường. Thái mận là món mận ngâm đường. Mận ngâm đường rồi mận gym. Rồi làm siro mận. Sao em? Tôi chia sẻ đi. Chia sẻ là mọi người cùng biết tới mận Sơn La. Mọi người vào mua ủng hộ đi ạ. Mận em đây các bác ơi. Đây, đây, nhìn đây. Còn nhiều ông Lê Nguyễn mận em đây rất đỏ rất tươi. Ngâm sau 8 tiếng rồi mang ra nấu 20 phút. Nấu nữa hả? Nấu 20 phút xong rồi. Ông ra làm gì nữa? Chắc lấy cái nước thôi, cái hộp cái bỏ ăn. Cái không ăn được à? Cái không ăn được à? Ăn được. Cái thì mang ra sấy đi làm mứt. Bây giờ mà. Bây giờ mình cũng sấy rồi mình ăn nguyên nó được không? Được. Lại như cũ đi. Kiểm hộ luôn, kiểm phòng hộ. Tục thái mận. Trời ơi. Mận em vẫn còn nha, ship tận nơi nha. 29k 1kg nha. 1 cân là 29.000 nha. Ship tận nơi ạ, miễn phí ship ạ. 1 cân cũng ship ạ. Phạm vi Nha Trang ạ. Bao sân luôn ạ, bao ngon luôn ạ. 20 người đang xem. 20 người đang xem mận nhà em. Trời ơi mận. Đều như vắt chanh luôn. Đây.
nhau đây. Đến muôn đời sau. Ăn luôn. Anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ăn à. Mình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu. Ta phải xa rời nhau như hoa kia sân hồ. Tặng muối Tây Ninh nha. À. Muối tôm, tại muối tôm Tây Ninh nha. Tại kèm muối tôm Tây Ninh. Người tôi chia sẻ giúp em ạ. Trước giờ bán mặt hàng toàn con gái. Hôm nay con trai em phá lệ. Đó. Trời ơi. Nếu mà thấy thớt em đẹp thì mai mốt em nhập thớt rồi em bán luôn. Thớt ở miền Bắc, thớt nghiến. Đường kính khoảng 40-45 phân. To hơn thớt này nhiều. Hình như dày khoảng 7 phân tới 5 phân. Giá là khoảng 700 nghìn. Nhưng mà bán thớt là bán nội bộ nha, inbox. Inbox nội bộ nha. Công khai mạng nó phạt chết. Thế thèm không ạ? Kết thúc live stream này nhắn tin hoặc gọi điện cho em nha. Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Mỗi người mỗi nơi tìm hạnh phúc mới. Hóa đơn không xin thông tin chiều có. Bây giờ không có đâu. Sau thôi nha, 8 tiếng sau thì mận ra nước đun lên làm siro hoặc là bỏ tủ lạnh ăn gần. Chia sẻ giúp em ạ, chia sẻ giúp em ạ. Kết thúc live stream thì mọi người inbox giúp em nha. Các bạn ít thấy con trai bán mận. Mình đã rửa sạch bằng nước muối để ráo 15 phút rồi. Một lớp đường một lớp muối. À quên, một lớp đường một lớp mặn.
ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa giờ anh sẽ em 19 người. À món gì đây hả? Món gì đây? Cái món này là món mận Bắc, mình đang chế biến cái món mận ngâm đường ạ, bạn Vi Tuấn ơi. Mận ngâm đường ạ. Lý ơi gì? Lý ơi. Vào đây anh mời mận này. Đây có dạo làm hả một hũ lớn luôn. Nằm vào đây ăn dần. Từ từ ăn. Múc vào đây. Mọi người nên muối bằng lọ thủy tinh hoặc là lọ nhựa nhé. Không nên muối bằng lọ inox nhé. Cái này nó chua chua, nó ra chua nhé. Tác dụng hóa học gì thì mình không biết, nhưng mà người ta khuyên thế. Lớp đường và lớp mận nhá. Lớp đường lớp mận nhá. Trung bình họ khuyến cáo là 1 kg mận là 0.5 kg đường. Em có bán thớt nhá. Thớt nghiến rồi mọi người, inbox riêng tư rồi em sẽ thử ngoài Bắc vào. Thớt nghiến đường kính 40, 50, 70 cm. Còn chiều dày là khoảng 5 phân. Giá dao động khoảng 700.000. Thất lõi không nha, không có rác nha. Anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Nhớ lắm môi hôn tiếng nói ngọt ngào của em. Mọi người xem chia sẻ giúp em nha. 1 kg em vẫn giao nha. Chỉ đây. Ngâm loại mận gì vậy? Dạ mận này mận Bắc nha, mận Sơn La nha. Mận Sơn La nha bạn Vi Tuấn ơi. Ăn luôn này bạn Tuấn ơi. Các bạn xem chia sẻ giúp mình nha. 29k 1 kg. Bao ship luôn ạ. Lớp mận lớp đường nha. Anh ơi năm nay khi xuân về được gần em, xa thăm mùa son đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm. Anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Xem chia sẻ giúp ạ. Chia sẻ giúp ạ. Mận Bắc ship toàn Nha Trang luôn. Ship toàn Nha Trang luôn ạ. Bao sân luôn. 1 cân cũng ship ạ. Bán giao lưu ạ. 9k 1 kg. Kết thúc live stream, mọi người inbox giúp em ạ. Trái.
bị kích thích không ạ?
được. Sẽ một nước muối. Sơn Lương nha. Mỹ Lệ hay còn bạn nha Mỹ Lệ ơi.
gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ chúng ta có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Một tình yêu lung linh đẹp sao, và bút tan yêu thương ngàn sao. Người ra đi còn riêng em tranh bên tháng ngày. Cô Lệ ơi, cô bảo cô Lệ nhắn tin đi, nhắn tin là cô Lệ nhắn tin này, nhắn tin lên đó luôn. Cô Lệ nhắn thì mình nhìn thấy, chứ cô Lệ mà nói thì mình không nghe được, nhưng mình nói cô Lệ nghe được. Cô Lệ nhìn thèm không? Lát nữa cô ăn, con không cho cô Lệ ăn luôn giờ. Cắn miếng cho cô Lệ thèm. Đọc đọc. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Mận ngâm đường nha mọi người ơi. Mận ngâm đường, nấu lên là làm siro mận. Ngon ngang siro đâu luôn. Sáu người xem, sáu người xem, để đấy đổ ra luôn. Em cô đảo lên, cô đèo lên. Em chưa. Hà Diệp Cốc đang xem. Ốt bà mua có 1 ký là bà sai lầm á, bà phải mua 10 cân mà ăn dần, bà mua ít quá hao. Dạ, thử mà. Bạn đi nô nô ơi. Dưới đang chảy nước rồi. Cô Lệ nhắn tin chưa? Chưa. Có con đường. Đại dương cùng anh đi qua bao con đường. Bao đời vẫn thế, vẫn mãi trôi. Xem mà cô Lệ không nói gì vô nữa. Cô Lệ ích kỷ quá. Đẹp sau lưng anh, mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xin môi em chẳng đợi đi để đi sau yêu mà không nhà sai. Từ chối em.
Để tay tay để không? Cuối cùng hết rồi, bày lò là hết được rồi. Có dâu, có dâu ngọt. Bây giờ thì có mận ngọt. Còn dư đường nè. Đào đào lên. Đổ hết đường ra luôn, múc hết đường ra luôn. Không, để đường của anh. Ăn gì? Rồi, mặn bắt đầu ra nước rồi, mới bỏ ra thôi. 2 phút thôi. Đẹp chưa, giống tuyết chưa? Chị Lệ thì mau.